Hello, hello. Hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em lại quay trở lại với kênh Dựng Cơ Tài Xỉu 2 của mình các bạn nhé. Thì hôm nay thì là cuối tuần anh em ạ. Thì rất là nhiều anh em có đang hỏi mình là anh ơi, đấy, anh biết chỗ nào đánh bóng không? Anh ơi, anh biết chỗ nào là cược bóng đá không? Đấy, thì ngày hôm nay thì mình sẽ làm một cái video để mình nói về cái rảnh cược bóng đá của con 68/3 anh em nhé. Mình thì nói thật thì mình hay chơi đặt bóng ở bên này anh em ạ. Thì cho nên thì ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho anh em. Được chưa? Mình sẽ vào và mình chia sẻ cho anh em cách để chúng ta có thể đặt cược bóng đá nha. Đây, thân anh em nhìn thấy này, mọi người thấy cái cột này không? Tất cả này, đối chiến này, điện tử này, quay hũ này, cả online thì anh em hãy chọn ngay phần online giúp mình nha anh em nhé. À, anh em chọn ngay phần online giúp mình. Ở đây ấy, để mình nói này, không phải là game nào cũng có cái liên kết với nhà cái quốc tế đâu anh em ạ. Nhá. Mình ví dụ như kiểu là Sunwin không hề liên kết, không hề có đủ uy tín để liên kết với các nhà cái anh em ạ. Đó, chứ không phải là game dễ đâu anh em. Mọi chứ không phải là dễ đâu anh em. Được chưa? Không phải dễ đâu anh em, đây này. À, mọi người thì thấy này. Ở đây thì anh em thấy này, cái cược bóng đá này là một cái đặt cược rất là nhiều anh em nhá. Đấy, cược bóng đá này anh em ơi. Được chưa? Ngoài ra ấy, ở đây nó không chỉ có một nhà cái anh em nữa. Đây mình ví dụ cho anh em luôn này. Cái gì thì anh em mình cũng phải ví dụ luôn các bạn ạ. Được chưa? Anh em mình ví dụ luôn, anh em mình ví dụ luôn này. Sava Sport anh em đó, anh em nào mà không biết về Sava Sport ấy, thì chứng tỏ là không biết đánh bóng. Được chưa? Không biết về Sava Sport thì chứng tỏ mình không biết đánh bóng các bạn ạ. Mình nói thẳng một câu như thế luôn. Được chưa? Sava Sport là một trong những cái xà cái cá cược lớn nhất thị trường. Lớn nhất luôn anh em nhé. Tại sao mình nói lớn nhất? Bởi vì là nó rất là to anh em ạ. Thực sự luôn nó rất là to. Được chưa? Sapa Sport thì anh em thì thấy này, ngay cả đến Golden 8 hay là những cái sảnh như kiểu là thì Cubet hay là những cái VIP đều liên kết đến với Sapa Sport này. Mà trong khi Sapa Sport này ấy, thì nó đã liên kết với 68/3 được khoảng 4 năm nay rồi anh em ạ. Đó, anh em có thể tìm kiếm ở trên Google. Được chưa? Ngoài Sapa Sport này ấy, thì anh em có thể có lại New EMG cũng là một trong những cái sàn cá cược bóng đá lớn. Cái này thì không gọi là lớn nhất được rồi, nhưng mà gọi là lớn anh em ạ. Của bên quốc tế. Được chưa anh em? Lớn ở bên quốc tế, lớn ở bên quốc tế anh em ạ. Đấy, một trong những là nhà cái lớn ở bên quốc tế anh em ạ. Anh em thấy này. À, mình sẽ tắt cái giới thiệu đi anh em ạ. Đây là có giới thiệu cho anh em, nó có chỉ dẫn cho anh em rồi đúng không? Hôm nay thì là ngày cuối tuần anh em ạ. Thì hôm nay thì chúng ta có trận chung kết Cúp FA, Cúp Cô Đơn anh em ạ. Giữa này, giữa MU và MC anh em ạ, hay còn gọi là Manchester United và Manchester City đó anh em. Thì ngày hôm nay thì mình là một fan của MU anh em ạ. Thế ngày hôm nay thì mình sẽ vào ngày 6/3 đó, mình sẽ đặt cược ủng hộ cho đội tuyển MU của mình các bạn nhé. Đấy, anh em đợi chút này, chúng ta có thể là tắt cái này đi. Được chưa? Anh em có thể chọn những cái gọi là gì, những cái phần nếu như anh em nào mà hiểu tiếng Anh, còn không thì mọi người có thể là chọn phần cài đặt và anh em chuyển thành tiếng Việt các bạn nhé. Mình thì mình đánh quen ở bên này rồi anh em ạ. Đấy. Mình thì mình đánh quen ở bên cửa bóng đá rồi này. Sapa Sport này này. Bởi vì là ở đây đồ họa nó rất là dễ. Nên Sapa Sport ấy, mình đánh giá cao nhất. Bởi vì là nó là một cái sàn thông thường rồi anh em. Sàn phổ thông rồi. Nên là trông đồ họa của nó rất là dễ bắt mắt. Và rất là dễ nhìn anh em ạ. Đấy. Rất là dễ nhìn anh em nhá. Đây anh em thấy này. Các bạn có thể thấy không? Đây là trận đây này, Cúp FA này, MU và MC này. Tỷ lệ cược là 1 chấm anh em ạ. Đây, mình sẽ ấn vào kèo luôn các bạn nhé. Mình sẽ phân tích qua cho anh em luôn, bởi vì là cũng sắp đến giờ bóng 5 này anh em ạ. Ở đây thì MC đang có kèo chấp là 0,75 anh em nhé. Chấp 1. Kèo chấp 1 về 0,75 anh em ạ. Ngoài ra thì anh em thì thấy tài xỉu của trận này là 2,5 anh em ạ. Cược toàn trận thì MC thắng thì sẽ là 1,26, 1,62. MU thắng thì sẽ là 5 phẩy anh em nhá. Còn đây có thể chấp gọi là hiệp 1, hiệp 2. Nói chung thì mình thấy là ở cái thời điểm hiện tại ấy, MC thì đang có phong độ khá là cao. Nhưng mà đối với bản thân mình thì một fan của MU thì chắc chắn là mình sẽ không bao giờ theo MC rồi anh em. Nha, mình sẽ theo một cái kèo trung lập. Đấy. Mình sẽ theo một cái kèo trung lập gọi là kèo tài xỉu đấy anh em. Anh em có thể thấy này. Tài xỉu 2,5. Được chưa? Còn nếu như anh em nào mà chưa biết rõ về những cái cược thế thì hôm sau thì mình sẽ làm một cái video nói rõ hơn về con 6/3 thì cho anh em cái cách đặt cược làm sao mà để cho anh em có thể là
hiểu hết những cái gọi là cơ bản nhất để chơi game nhá. Đây, mọi người nhớ nhá, anh em nào có ủng hộ đam mê đá bóng hay là anh em nào có ủng hộ cho đội nào ấy thì mọi người có thể vào đây đặt cược nghe anh em, một trong những cái sàn rất là uy tín anh em ạ. Ở thời điểm hiện tại ấy, mình thấy là có một số những cái sàn fake, bây giờ có cả sàn fake nữa rồi anh em, thời đại công nghệ mà anh em, bây giờ là sàn fake nó khá là nhiều. Thế cho nên là anh em nên tìm những cái con game mà có tên tuổi, nó liên kết với cả những cái con game to thì anh em sẽ chơi nó dễ hơn anh em ạ, chơi nó sẽ uy tín hơn, chứ đừng chơi những cái cổng fake làm cái gì cả. Đấy nhá, đừng có chơi những cái cổng fake xong đến lúc lại mất tiền oan ra thì thực sự là cái lúc đấy thì nó không còn gì nói anh em ạ. Anh ngoài ra có rất là nhiều kèo này, kèo dự đoán tỷ số, dự đoán tỷ số thì nó tỷ lệ nhân rất là cao anh em ạ. Đấy thì tỷ số chính xác hiệp 1 này, tỷ số chính xác hiệp 2 này, được chưa, rất là nhiều anh em ạ. Nói chung là có rất là nhiều kèo cho anh em luôn đấy, kèo xiên kèo sủng các thứ, được chưa, đó đủ kèo cho anh em chơi nên anh em cứ yên tâm gọi nhá, anh em cứ yên tâm, rất là nhiều kèo đấy, kèo áp đảo cái thứ này. Tôi thì tôi không rõ mấy kèo dưới này, anh em mình chơi thì chơi những cái kèo ở trên thôi, những cái kèo là đơn giản ở phía trên thôi anh em ạ nhá. Đấy thì cũng có nhớ nhá, Saba Sport mình là mình hay chơi cái Saba Sport này này, cái cơ bóng đá này. Còn anh em nào mà quen thì có thể vào UUG hoặc là các bạn có thể vào BB, được chưa, đó đều là sport anh em nhá, đều là sport anh em ạ. Rồi ok, thì mọi người nhớ nhá, link thì mình sẽ để dưới mô tả để tránh là anh em sẽ phải đi tìm nhiều nhá mọi người, tránh tránh là để anh em đi tìm nhiều nhá. Còn mình nói thật với anh em là cái này chơi ấy, gọi là để cho vui thôi chứ đừng ham quá anh em nhá. Chơi cho vui thôi chứ đừng ham quá, không đến lúc lại thua tha ra là hư người các bạn. Đấy, chơi cho vui thôi, chơi để gọi là có cái để xem bóng đá cho nó kỹ tính một tí thôi các bạn nha. Link ở dưới phần comment như này nha.